Hi, welcome back to my channel, Stars Critical, Subway Surfers. Let's go, let's go. Wow, wow, wow. Oh my gosh. 1,700。Rồi, và từ game này các bạn sẽ làm theo nhiệm vụ Open Zero. Xin Anyone. User Y in the Eris Panel. 1399. Let's go. Feel a cobra. Open zone, nice roll. Các bạn sẽ đi nhặt những vài nó như kiểu là bình ắc quy để lắp điện vào đây. Bảo tao đã đi ngược lên trên chân nha. Okay, let's go. Så vad vet du att det minns känslan det gett jag? Agrifa. Ở đây các bạn sẽ dùng cờ lê này để mở hai cái tấm gỗ này ra, và trong đó thì sẽ có một chiếc ghế. Trước mắt thì mình sẽ đi tìm một chiếc kem. Mình sẽ lấy cái này đã, so free. Chiếc kem ở đây. Ở đây các bạn sẽ phải tìm cách để anh chàng này đi ra ngoài. Thì khi đó các bạn sẽ vào căn phòng đây và mở ra, bẻ khóa ra. Và lúc đó thì ba người bạn kia đều thoát ra ngoài được. Ok. Và các bạn sẽ phải làm từng nhiệm vụ trong tựa game này. Khi thoát ra thì mỗi người một nơi. Sau đó thì các bạn sẽ phải bẻ khóa trong tựa game Ice Scream 5, 6, 7 và thậm chí sẽ có cả Ice Scream 8. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Momo is Here 2. Let's go. Huh? She's gone somewhere again? What kind of game are you playing? Damn, the entire island's broken. Okay, meet you. This drink contained my father's concoction. But how is that possible? Oh my God. Xử lý ông ta cũng được. Là các bạn sẽ phải đi tìm kiếm một chiếc chìa khóa. Ok, chiếc chìa khóa này rồi. Let's go. Ok, vào tới game cuối cùng. Let's go. Trong cái game này thì các bạn sẽ phải sống sót và tìm kiếm những món đồ. Ở đây mình chọn survival và các bạn phải sống sót trong nơi này. Khi mà ta chạm vào các bạn là các bạn sẽ thua ngay. Những lúc mà khi mà ta xuất hiện, cho nên khi mà ta xuất hiện các bạn phải để ý xem mà ta đi hướng nào, phi vào các bạn hay không. Nếu phi vào các bạn thì các bạn phải né ra một chút, nếu không thì các bạn sẽ bị vào cá bắt ngay. Tiếp tục đi tìm kiếm tiếp món đồ tiếp theo ở xung quanh đây. Đây là một ngôi nhà. Wow, bà ta, oh my God, bà ta đi chậm rồi các bạn. Oh my